Wow, a long time. Yes, I'm fine. Really? A new one? Wow, thank you. Okay, okay. Thank you. Wow, các bạn ơi, thật là bất ngờ. Hà vừa nhận được một cú điện thoại từ một đại diện của CBL, Hà tạm gọi là ông chú CBL mà Hà vẫn thường hay liên lạc á. Thì bên đó họ vừa mới thông báo là chúng ta sẽ có những cái mẫu hàng mới của cái dòng loa Partybox. Cụ thể là hai dòng loa Partybox 310 và dòng loa Partybox On The Go. Và chúng ta sẽ có thể nhập nguồn hàng đó mới về, và hy vọng là sẽ là những dòng loa cực kỳ chất lượng. Còn ngay bây giờ thì Hà sẽ cho các bạn theo dõi một chút về những đoạn video giới thiệu về các dòng loa này nhé. Here we go now. Vừa rồi là chiếc CBL On The Go mới ra mắt, dự kiến sẽ về Việt Nam trong vài tuần tới thôi. Tuy nhiên vì nó rất là hay ho nên Hà phải làm ngay video này để cập nhật một vài thông tin trước cho anh em đỡ bị lạc hậu nha. CBL On The Go theo Hà là một đối thủ cạnh tranh trực tiếp với dòng CBL Partybox 100. Thì như mọi người đã thấy trên video á, nó chỉ có một vòng đèn so với hai vòng đèn ở trên Partybox 100. Điều đó có nghĩa là gì nhỉ? Đó chính là việc chiếc Partybox On The Go đã cắt giảm hẳn một cụ loa woofer so với Partybox 100. Kích thước của cụ woofer duy nhất này theo Hà tìm hiểu được thì nó cũng không có gì thay đổi, vẫn là 5,25 inch. Hai loa tweeter thì lại nhỏ đi, chỉ còn 1,75 inch so với 2,25 inch ở trên Partybox 100. Chính vì vậy, công suất cũng giảm đi đáng kể, từ 160W trên Partybox 100 xuống còn chỉ 100W. Bên cạnh đó, theo như nguồn tin từ ông chú ở bên CBL của Hà, thì giải tần số đáp ứng cũng thay đổi thành 50Hz đến 20.000Hz. Và như các bạn đã biết thì con số này ở trên Partybox 100 là 45Hz đến 18.000Hz. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là các âm thanh ở dải tần thấp như là âm bass thì chiếc Partybox 100 sẽ xuống được sâu hơn, tức là nghe chúng ta sẽ cảm giác nó ấm và chắc hơn so với mẫu On The Go. Ngược lại thì ở cái dải âm tần số cao, chiếc On The Go lại có phần nhỉnh hơn một chút. Nghe đến đây thì có vẻ hơi giống cãi lùi đúng không nào? Tuy nhiên đánh đổi lại bạn sẽ có được một kích thước nhỏ gọn hơn một tẹo. Lưu ý là một tẹo thôi nha. Vì Hà có xem video nước ngoài chia sẻ thì khi họ để hai loa này mà nó cạnh nhau á, thì nhìn Partybox On The Go có phần nhỏ hơn nhưng cũng không đáng kể là mấy. Điểm mấu chốt là trọng lượng đã giảm đi đáng kể, chỉ còn có là 7,5 kg so với 11,3 kg ở trên Partybox 100. Và có lẽ cũng chính vì vậy mà JBL lại tặng kèm thêm một cái dây làm quai đeo cho mẫu Partybox On The Go này. Rất là hợp lý luôn. Và khi các bạn mua JBL Partybox On The Go, các bạn sẽ còn được hãng tặng kèm luôn một chiếc mic JBL trong hộp sản phẩm. Đã quá đúng không nào? Nghĩ đến cảnh mà chúng ta vừa đeo loa, vừa cầm mic hát, tay cầm thêm một ít kẹo kéo cũng xứng đáng để chúng ta mua xin chứ đúng không? Và chưa hết đâu nha, một điểm đặc biệt nữa trong thiết kế mà Hà thấy đó là một cái sự tối ưu của JBL dành cho các anh em nghệ sĩ hát rong, đó là bảng điều khiển nằm hoàn toàn ở mặt ngang loa, vừa đeo vừa bấm rất là tiện lợi và thoải mái. Chứ nếu mà chúng ta để dọc như là Partybox 100 thì không thể nhìn mà ấn được phải không nào? Ở bảng điều khiển này thì mọi người có thể thấy là giờ đây các dòng Partybox đời mới đã có thể tinh chỉnh được trực tiếp EQ ở trên thân loa. Cả âm lượng mic hay là guitar cắm thêm á, thì cũng đều có thể điều khiển ở trên bảng này. Tuy nhiên các bạn ơi, pin lại là điểm hơi đáng buồn một chút, vì chúng ta chỉ có thể trải nghiệm dòng Partybox On The Go này khoảng 6 giờ, tức là giảm một nửa so với dòng Partybox 100. Có lẽ đây là điều bắt buộc để chúng ta có thể có một cái trọng lượng nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng khá là đáng tiếc phải không nào? Về cổng kết nối thì vẫn như cũ các bạn ạ. Chúng ta vẫn có kết nối Bluetooth cực kỳ nhạy, cổng mic, cổng guitar, cổng AUX 3.5mm, USB để phát nhạc vân vân. Không biết chất âm như thế nào các bạn nhờ. Hà cũng đang rất là mong luôn, vì nhìn hàng sản phẩm thôi đã rất là hứng thú rồi. Hy vọng là chúng ta sẽ sớm có sản phẩm đến tay, và Hà sẽ làm một video để gửi đến các bạn những cái đánh giá chi tiết nhất về em Partybox On The Go này nhé. Hãy nhớ bấm đăng ký An Tiến Studio để theo dõi cũng như cập nhật nhanh nhất những thông tin về các dòng loa cũng như là các sản phẩm công nghệ mới nhất của An Tiến. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.